Kinh văn. Rồi A Nhã Kiều Trần Na đứng dậy bạch Phật: Này hàng trưởng lão trong đại chúng, chỉ riêng con được danh hiệu là giải, tức là hiểu. Nhờ ngộ được nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu quả vị. Giảng. A Nhã Kiều Trần Như là một trong năm vị tỷ khưu đầu tiên được Đức Phật hóa độ. Tên của Ngài dịch sang tiếng Hán là Giải Bổn Tế, cũng có nghĩa là Tối Sơ Giải, vì Ngài là người đầu tiên giải ngộ khi nghe được Đức Phật giảng Tứ Diệu Đế và được Đức Phật công nhận đã chứng quả A-la-hán. Rồi A Nhã Kiều Trần Như đứng dậy bạch Phật: Này trong hàng trưởng lão trong đại chúng, chỉ riêng con được danh hiệu là giải, tức là hiểu, nhờ ngộ được nghĩa hai chữ khách trần mà thành tựu quả vị. Kiều Trần Như thưa: Nay ở trong đại chúng này, con là hàng trưởng lão, con đã lớn tuổi và có nhiều kinh nghiệm trong tu tập, tại sao con nhận được danh hiệu là giải, tức là hiểu? Vì khi nghe Đức Phật giảng về nghĩa khách trần, con liền hiểu nghĩa ấy nên được khai ngộ. A Nhã Kiều Trần Như sẽ giải thích nghĩa khách trần trong đoạn kinh văn tiếp theo. Kinh văn. Bạch Thế Tôn, như người du khách dừng chân nghỉ lại một quán trọ bên đường để ngủ qua đêm hoặc chỉ ăn một bữa, khi việc lưu trú hoặc ăn ở đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên đường, không ở lại nữa. Nếu họ thật là người chủ thì chẳng phải đi đâu. Giảng. Bạch Thế Tôn. A Nhã Kiều Trần Như thưa: Bạch Thế Tôn, vì sao hai chữ khách trần lại mang đến cho con sự giác ngộ? Như người du khách dừng chân nghỉ lại quán trọ bên đường để ngủ qua đêm hoặc chỉ ăn một bữa. Khách là người đi du lịch trong một kỳ nghỉ, tìm kiếm khách sạn để nghỉ lại. Có thể họ ngủ lại qua đêm, có thể họ đến quán để ăn uống. Khi việc lưu trú hoặc ăn uống đã xong, họ liền chuẩn bị hành lý lên đường. Khi việc ăn ngủ của họ đã xong, họ sửa soạn hành lý và tiếp tục lên đường. Họ không ở lại nữa. Họ là khách, họ không thể nào ở đó lâu được. Nếu họ thật là người chủ thì chẳng phải đi đâu. Ông chủ nghĩa là thể tánh thanh tịnh, thường trụ chân tâm. Khách nghĩa là vọng tưởng, phiền não, khách trần. Tại sao vọng tưởng phiền não lại được so sánh với khách trần? Vì đối với chúng ta, vọng tưởng phiền não là một thứ gì đó không chắc chắn, không bền vững. Thân thể chúng ta vốn thường thanh tịnh, nhưng nếu chúng ta đi ra ngoài trong một ngày có gió thì bụi sẽ bay mù trời, dây phủ lấy người, làm bẩn thân thể mình. Khi chúng ta dùng tay phủi bụi đi thì nó biến mất. Điều này biểu tượng cho việc gì? Nó biểu tượng cho phiền não và vô minh của chúng ta, cũng giống như khách trần. Phiền não vọng tưởng ấy không thật sự hiện hữu. Người khách chính là phiền não và vô minh. Phiền não chướng và sở tri chướng là kiến hoặc và tư hoặc. Thế nên A Nhã Kiều Trần Như
đã hiểu được người khách đến quán trọ chỉ dừng chân tạm thời, trong khi người chủ quán trọ thì luôn luôn sống ở đó. Kinh văn: như thế mà suy xét, người chẳng dừng nghỉ lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ. Do không dừng trụ nên có nghĩa là khách. Giảng: A Nhã Kiều Trần Như kết luận: như thế mà suy xét, người chẳng dừng nghỉ lâu gọi là khách, người dừng trụ lâu gọi là chủ. Chúng ta cũng có thể nói rằng, chúng ta lưu trú trong thân xác ta một cách tạm thời, như người khách dừng chân trong quán trọ. Chúng ta nên hiểu rằng, thân thể mình chỉ là một quán trọ, không phải là một ngôi nhà thực sự. Thân thể ấy không phải là ngôi nhà của chính mình, thế nên chúng ta không nên quá chấp trước vào chúng. Còn ông chủ của chúng ta là thường trụ chân tâm, thì không bao giờ bỏ đi đâu xa cả. Ông chủ ấy không bao giờ chấm dứt sự hiện hữu. Do không dừng trụ nên có nghĩa là khách. Kinh văn: lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư không. Bụi trần lay động, còn hư không thì yên lặng. Giảng: lại như khi mưa vừa mới tạnh, mặt trời lấp lánh trên cao, tia sáng chiếu vào nhà thông qua khe cửa, làm hiện rõ các hạt bụi trong hư không. Khi mặt trời vừa mới xuất hiện vào một buổi sáng sớm trong lành, hay là vào buổi bình minh sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời sẽ chiếu qua khe cửa hay những lỗ trống ở vách tường. Ánh sáng ấy sẽ soi chiếu rõ các hạt bụi li ti trôi bập bềnh lên xuống trong hư không, chuyển động lăng xăng trong tia sáng mặt trời. Bụi trần thì lay động, còn hư không thì yên lặng. Nếu ánh sáng mặt trời không chiếu qua các khe cửa, thì quý vị không thể nào thấy được bụi trần. Cho dù thật sự có rất nhiều bụi trần khắp mọi nơi, nhưng khi bụi trần nhiễu động lăng xăng, thì hư không vẫn tĩnh lặng, hư không chẳng hề dao động. Khả năng thấy được bụi trần trong tia sáng mặt trời chiếu soi qua khe cửa biểu tượng cho năng lực của ánh sáng trí tuệ. Khi quý vị chứng được sơ quả A-la-hán, đoạn diệt được 88 món kiến hoặc, thì sẽ có được trí huệ chân chính. Lúc ấy, quý vị có thể thấy được các niệm vô minh sinh khởi phiền não trong mình cũng nhiều như cát sông Hằng. Mặt trời trí tuệ chiếu soi vào khách trần phiền não qua ví dụ của A Nhã Kiều Trần Như, cũng như ánh sáng mặt trời chiếu qua khe cửa. Hang động âm u của vô minh sẽ được chiếu sáng. Lúc ấy, quý vị sẽ nhận ra khách trần phiền não và quý vị sẽ được giác ngộ. Kinh văn: thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư không, lai động là trần, do lai động mà có nghĩa là trần. Giảng: vô minh phiền não nhiều vô số như những hạt bụi trần đang lai động, nhưng hư không thì không lai động. Hư không biểu thị cho tánh thấy của ta vốn luôn luôn không lai động. Tánh thấy đó là người chủ chân thực, là chân tâm thường trụ của chúng ta, vốn chẳng đến chẳng đi. Thế nên con suy nghĩ, trong lặng gọi là hư không, trong suốt và lặng lẽ, không lay động, đó được gọi là hư không. Lay động là trần, do lay động mà có tên gọi là trần. Quý vị hãy nhìn đám bụi trong dải tia sáng mặt trời đang nhảy múa lăng xăng không ngừng ấy. Cái gì là bụi? Bụi ấy biểu tượng cho phiền não, vô minh, phiền não chướng, sở tri chướng. Khi một ai bị chấp dính vào những thứ này, được gọi là vướng bụi trần. Hàng ngày quý vị nghe giảng kinh, tôi khuyên quý vị đừng có phiền não. Nhưng những gì quý vị có được
toàn là phiền não. Tôi khuyên quý vị đừng có vô minh, nhưng những gì quý vị thể hiện ra đều là vô minh. Quý vị xem như vậy có phải là vâng lời không? Càng giảng giải về vô minh là điều không tốt bao nhiêu, thì vô minh càng trở nên lớn hơn bên trong quý vị. Khi quý vị được giải thích là phiền não là không tốt, thì phiền não lại càng lớn mạnh. Trước khi đề cập đến thì không có phiền não, nhưng một khi đã đưa ra bàn luận thì phiền não lại sinh khởi và càng tăng. Thế nên có lẽ việc giảng giải kinh điển của tôi chẳng phải là lối giảng giải hay, vì tôi không có thể bao che thanh minh cho phiền não của quý vị. Tôi hy vọng rằng quý vị sẽ liền quách phiền não của quý vị xuống Thái Bình Chương cho xong, để đừng có xem phiền não của mình như một kho tàng quý giá nữa. Đừng nâng niu chiều chuộng chúng. Quý vị nên liền hết phiền não xuống biển, cho dù phiền não có quá nhiều đến nỗi chúng có nguy cơ lấp tràn cả đại dương. Phiền não là ma quỷ. Quý vị có thể tìm thấy yêu tinh ma quỷ nơi đâu? Nói đơn giản, hễ có phiền não là có yêu quỷ. Quý vị và phiền não đang đi cùng nhau. Phiền não cực kỳ tệ hại. Kinh này được giảng cũng chỉ để dạy cho mọi người biết cách từ bỏ phiền não. Thế nên khi tôi nói về phiền não, chẳng phải là để cho nó càng nhiều hơn đâu. Kinh văn, Phật ngôn, như thị. Đức Phật bảo, đúng như thế. Giảng. Sau khi A Nhã Kiều Trần Như nói xong, Đức Phật xác nhận cho lời nói của ông. Đức Phật nói, những điều ông vừa nói hoàn toàn đúng. Đức Phật bảo, đúng như thế. Những gì lai động là trần, những gì tĩnh lặng là hư không. Lý luận của ông là xác đáng. Ha ha ha, 问什么的说